Alo, xin chào. Một ngày đẹp, ngày 26 tháng 4 năm 2024. Với chủ đề hôm nay, đó là bước ngoặt từ đây về sau. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là năm 2023 và năm 2024. Và còn dài dài. Nếu mình lên cái clip này, mình nhắc nhở cái tựa đề này cho các quý bậc làm cha làm mẹ để nghe cái tin tức này. Cố gắng theo dõi hết cái đoạn clip này để biết và mình sẽ có phương pháp gì để dạy dỗ cái con mình đi đến mục đích cuối cùng. Thứ nhất là giúp cho nó được một sự ước mơ, và sau đó cái ước mơ ấy sẽ giúp cho gia đình. Đó là chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ. Còn trong cái chủ đề này nó có nhiều cái mục lục mà chúng ta sẽ đi từng giai đoạn một, từng mục lục một, và những câu chuyện hôm nay sẽ hấp dẫn đối với các bạn. Thì việc đầu tiên đó là gì? Tin nóng ngày 26 tháng 4 có những cái tin gì? Vừa thổi vừa nghe. Tin Đức. Bây giờ tin Đức trước đi. Nhưng mà mình đi tới tin Đức đi. Sắp tới sẽ có một cái sự tranh luận tại Quốc hội Đức. Đó là gì? Đó là giữa Attac MS và Tartus, hai cái loại hỏa tiễn tầm xa này. Cho nên là sẽ có một cuộc suy luận sôi nổi trong vấn đề này. Và nên ủng hộ mình bằng kênh YouTube này bạn ha. Nhớ nha, mình để tí xíu thôi. Bạn thấy không? Các bạn thấy à, chờ tí xíu. Rồi. Nguyễn YouTube hôm nay có cái logo ở đây rồi bạn. Con vịt này, Nguyễn YouTube hôm nay. Cố gắng truyền đạt hết có thể bạn bè và người thân để nghe cái câu chuyện mỗi ngày của Nguyễn YouTube hôm nay. Đó là một cái tin là sẽ có những cái ngày tới, tuần tới sẽ có cái vấn đề là tranh luận sôi nổi tại sao Đức không chịu, chưa chịu giao Tartus cho Ukraine. Lát nữa đây thì là mình sẽ tranh luận cái vụ này. Còn mình nói thêm tí xíu nữa. Nếu bạn là hiện đang theo dõi mình ở nước ngoài thì có thể giúp mình đưa cái YouTube Nguyễn YouTube này
về với gia đình của bạn chẳng hạn, bạn thân của bạn đang ở Việt Nam gặp những cái cảnh khó khăn, giúp một tay, nói chung là giúp hộ một tay, giúp mình một tay, xin cảm ơn. Đó là cảm ơn nhất. Còn phần 2 là gì? Để đi đến phần 2 nó là cái gì? Phần 2 là gì? Là trước đây tháng 10 á, năm 2023 đó, là cái loại mà ATACMS này đó đã chuyển giao cho Ukraine một lần rồi. Cái loại đó là cái loại ngắn hơn một tí xíu, chỉ có khoảng 165 km thôi. Và bây giờ là 300. Người ta nói là khi mà Mỹ đã giao 300 rồi, sẽ tác động đến Đức nó như thế nào? Vào những cái ngày tới, sẽ có một cái sự tranh luận sôi nổi tại quốc hợp đó, có nên đưa hay không được. Nhưng mà trong lúc này thì là ông Soido vẫn là khăng khăng từ chối, không chấp nhận giao. Vì lý do gì? Có cái vấn đề ở ngoài sao, lát nữa thì mình mới mổ xẻ nó ra. Còn bây giờ là vẫn chưa chấp nhận, chưa, nói chung là chưa. Rồi, tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe, phần 2 là gì? Thôi, bây giờ đi chuyển sang qua châu Âu một cái, qua Mỹ một cái đi, cho nó nóng lên cái là tin gì nữa? Còn một tin gì nữa ở Mỹ? Mỹ đang lên kế hoạch vào 2:48 vào ngày hôm qua, Mỹ đang lên một cái kế hoạch là sẽ mua thêm vũ khí cho Ukraine nữa. Khoảng là tương đương 6 triệu đô la vậy. Trong đó nó có những cái phần gì ở trong đó? Thứ nhất là hệ thống phòng không này, sẽ mua tiếp này. Radar chống pháo này. Phương tiện chiến thuật này. Và hệ thống tên lửa phòng không Patriot có thể là cũng mua thêm. Máy bay không người lái, mua thêm pháo binh, cái loại mà bốn càng đó, cái loại pháo binh đó, loại nòng súng pháo binh đó, giật đó. Còn những cái đạn dược chính xác đó nữa. Còn thêm là hệ thống phòng thủ không người lái nữa. Trong đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái mục lục này là khoảng 6 triệu đô la nữa. Sẽ mua thêm những cái loại này cho Ukraine. Đó là tin vui, phải nói là tin vui. Tin vui bất ngờ. Tin vui bất ngờ làm em cũng có thở, khó thở. Tin vui bất ngờ làm Ukraine cũng khó thở đấy. Có đồ chơi rồi bạn. Rồi, phần 2 đã trôi đi, phần 1 cũng trôi đi. Bây giờ tới phần 3 là cái gì? Bây giờ trở lại châu Âu đi. Trở lại châu Âu, châu Âu có một tổ chức có biệt hiệu là
SSE. Tổ chức này là gì? Tổ chức này nguyên theo chuyên theo dõi tội ác chiến tranh của Nga. À, tội ác chiến tranh của Nga. Mà tội ác này là gì? Là năm 2014 là khi mà chiếm đảo Kim và bắt những cái người mà ở đó đó, tra tấn rất là dã man ha, mà người ta đã nhìn thấy bằng chứng ha. Tội ác này các bạn à. Và người ta kết luận rằng có thể đây là một tội ác chống lại loài người. Mà khi đã là tội ác chống lại loài người này là hơi bị mệt. Khi tổ chức này mà nó đưa ra, nó đã có bằng chứng ăn thôi. Khi mà nó đưa ra rồi là Putin khó thoát á. À. Khi mà cái này mà đưa ra rồi á, là các nước tập trung đánh Putin nữa. Không giỡn đâu các bạn. Đây là rồi. Không phải anh muốn giết người là anh giết, không phải gì đâu nha. Không muốn anh muốn giết người kiểu gì đó, anh giết người kiểu gì á. Cái loại gì anh có thể giết, mà cái loại gì anh không có thể giết, giết người ta bằng cái biện pháp gì mà tàn nhẫn quá là Liên Hợp Quốc đưa ra, Liên Hợp Quốc mà Liên Hợp Quốc mà đã kết luận rồi thì anh chỉ có núp dưới hầm thôi. Đó là một điều mà cái tổ chức này nó đã kết luận tại châu Âu này. Hôm nay nó đã đưa lên truyền thông rồi đó, nó đưa lên truyền thông, đưa lên hết. Rất là nguy hiểm cho Putin. Đừng nói tới đây, bây giờ thế giới nó khác rồi bạn. Thế giới không phải giống như là thế giới chiến tranh 45 đâu. Bây giờ là công nghệ nó theo dõi chính xác. Anh không có thể mà giấu giếm được cái gì nữa. Bây giờ anh không thể giấu giếm được cái gì. Bây giờ chúng ta đi tới một phần 4. Nó là gì? Nó là gì bạn? Đó là chúng ta phải so sánh. So sánh cái gì? So sánh cái đạn mà ATACMS này tầm xa này đó, giữa 165 km và 300. Nó diễn biến như thế nào? Để cho mình cho hình xem nha. Đây. Cái loại này đó bạn. Bạn biết không? Chỗ này màu trắng nè. Hai điểm màu trắng này. Trên Handy bạn thấy không? Hai điểm này màu trắng này trên Handy á. Anh nhìn thấy. Hai điểm màu trắng. Đấy. Cho bạn nhìn rõ tí xíu. Để sát nhìn rõ tí xíu. Hai cái điểm màu trắng này á. Là tháng 10 năm ngoái đó. Ukraine đã tấn công cái loại mà 165. Đã thành công. Thành công phải không? Mỹ mãn. Hai cái loại này. Còn bây giờ mình so sánh thử.
À, cái chu vi nó như thế nào? Chu vi 300 sao? À. Rồi. Hai cái màu xanh. À. Bạn nhìn thấy không? Hai cái màu xanh. Một cái màu xanh mà mờ mờ này á, ở nằm ngoài á, là dành cho cái loại mà một cái màu xanh mờ mờ này á, là dành cho cái loại 300 ha. Còn màu xanh mà đậm đậm đó là dành cho 165 ha. Đó, cho nên là vậy. Cho nên là Putin đang lo cái vụ này. Có thể là cái màu xanh nhạt nhạt đó là 300 km, coi như là ra khỏi biên giới luôn. Ra khỏi biên giới Ukraine luôn. À. Cái loại 300 này á để dành cho những gì? Kho đạn này và kho hậu cần. À, đánh nhào đánh cho mày phải có ăn thì mới đánh được, còn đói thì sao có ăn được. Cho nên cái này là đường tiếp, cái khoảng cách 300 này không thể nào là tiếp vận được, thì là tụi nó phải rút về thôi. À. Đó. Đây là một sự lo lắng của Liên Xô. So sánh là vậy, một coi như là 165 chỉ tới cái riềng thôi. Ha, cái riềng thôi. Nhưng mà 300 ngoài cái riềng có thể vượt qua biên giới. Đánh vượt qua biên giới luôn. Nếu mà có kho nó nằm ở bển. Chơi luôn, kỳ này chơi luôn. Có thể là chơi luôn. Tháng 10 năm ngoái đã chơi hai chỗ rồi. Nhưng mà không có tới nấy. Có 100 mấy km rồi, không có đủ chính xác, không có đủ tầm xa. À, thì đó là mình so sánh hai cái loại này là nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát, có thể là vượt qua ngoài tầm. Vài bữa nữa mình biết là chỗ nào nó nổ là mình biết. Không? Còn bây giờ là chưa được, phải chờ tuần sau đi, sẽ có những cái điểm nóng mới mình sẽ truyền lại cho các cô các chú nghe và tham khảo. Rồi, chúng ta so sánh hai cái loại này. Phân tích thì chúng ta không thể phân tích nó là như thế nào. Mình chỉ nói sơ thôi. Bây giờ đi vào mổ xẻ của nó đi. Ha. Chúng ta đi đi trọng tâm vào mổ xẻ. À, loại pháo tầm xa này nó như thế nào? ATAC-MS này nó như thế nào? Hồi trước đây có những cái YouTube kia người ta cũng đã nói rằng Nga ngày xưa, ngày tháng 10 năm ngoái đó, Mỹ đã chuyển giao một mớ rồi, bắn hết rồi, mà cái loại này có 165 thôi là đã diệt, mà ngay cái chỗ Akipka chỗ đó đã thử rồi. À, chỗ đó khủng khiếp đó. Mà lính Nga cũng phải sợ cái loại vũ khí này. Và tại sao nó là rất quan trọng trong cái vấn đề này của Ukraine? À, nó là gì? Nó là đạn chùm. À, cái quan trọng là đạn chùm.
Tại quân Nga đông quá bạn, đậu mà nó dồn cả nhà tù, nó dồn, nó bắt tù binh, rồi nó bắt lính đánh thuê, tới ra chiến trường đỡ đạn cho tụi nó. Hiểu không? Đông quá mà, đậu một sao chống 10 được, không có thể nào chống 10 được, không có thể nào chống 10 được. À, cho nên là phải dùng loại này. Mỹ biết phải, Ukraine phải dùng loại này. Thứ nhất là tầm xa. À, số ví dụ nó chuyển quân, nó tập trung quân, hoặc là nó dồn quân mấy chục ngàn người á. À, đó. Quân đông của nó quá thì phải dùng cái trái này. À, cái loại này. Khi mà nó vừa tới tập trung á là cho nổ luôn. Cả xe, cả người, cả thức ăn thì cho nó banh xác, cho gì dầu giết hoặc súng đạn là cho nó nổ luôn. Hiểu không? Đó là chuẩn bị phòng thủ là cái chỗ này. À, khi mà là khác nhau chỗ đó. Tại sao Ukraine cần là cần ở chỗ này thôi? Cái quan trọng khi mà nó dồn binh đó. Ukraine có 50 triệu dân, bây giờ chết cũng còn mới rồi. Ngẫm cụ tỏi cũng mới rồi. Nhưng mà bên kia thì cứ quân thì nhiều. À, bây giờ cái gì rồi mình liều chết. Liều chết cái tấn công. Phải dùng cái đạn chùm này. Thì nó mới có tác dụng được. À, đạn chùm sao? Khi mà nó nổ. Khi nó nổ là nó. Nó văng ra nhiều cái, giống như là nhiều cái bom con. À, mà cái loại cái này nó diện rộng, có thể là cả một cái sân banh đấy các bạn. Người ta bình luận vậy đó, một trái thôi cả một cái sân banh. Năm ngoái cái loại nhỏ thôi 160 đó là đã là một sân banh rồi. Bây giờ tới 300 loại này nữa, mà cái loại này là chính xác, cũng chính xác, không khác gì cái loại mà 70 km, cái loại đó nó cũng tương đương cái loại 70 km, cũng chính xác. Không khác gì đâu. Nó còn đặc biệt hơn thằng kia nữa, chính xác hơn. Cho nên là Nga đang lo cái vụ này không có trực cho nha, cái này là không trực nha. Và bây giờ cái loại này mà đưa tới cũng có tham mưu của Mỹ đó, đã tới rồi đó, không thể tham mưu đã tới, đánh sao, đánh chỗ nào, như thế nào. Tầm xa đó, 300 này có thể là trong tương lai và chắc có thể là cái loại này phải dùng đánh miền Nam ha, đánh từ Kim đánh lên, có thể là đảo ngược lại tình thế rồi đưa lính sang sông. Dớt cái cầu trước tiên, là phải dớt cái cầu trước, cái cầu kết trước ha. Thuyền không người lái, hoặc là đặc nhiệm gì đó vô gài mình với cầu cho nổ tung cái cầu, rồi trinh sát máy bay không người lái, trinh sát coi F-300-400 Liên Xô nó nằm ở đâu, dớt luôn mà, dạng gì dớt luôn. Đó, loại này là phải lo lắng. Mình phải chờ xem, hôm nay là cũng là thứ sáu rồi, thì là thứ bảy chủ nhật chắc không có tin mấy. Chờ tới thứ hai tin nóng mình sẽ xem coi có tin gì nóng hay không, có thì mình lên, còn không có thì mình nghỉ, cái dạng vậy. Rồi bây giờ tới mổ xẻ rồi. Chúng ta đi vào phần thứ sáu. Nó là như thế nào?
là cái đạn tầm xa của thằng đất, của thằng đất này, tra thuyết này nó như thế nào? À, người anh nghi vấn London, nghi vấn là lý do tại sao mà thủ tướng Đức còn chần chừ không chịu giao cái loại tra thuyết này, à, đầu trâu mặt ngựa này. Cái loại đầu trâu mặt ngựa này là không, có cái gì đó đang đứng ở ngoài sau của ổng, cho nên ổng chưa dám ra, biết đâu là cũng chưa biết. Nếu mà giao này ra, nhiều khi có mình nghĩ thôi, có những cái người mà điệp viên của tình báo hay điệp viên của Liên Xô nó đã hăm dọa ông, nếu ông giao là nó thủ tiêu hoặc là như thế nào đó, cho nên là nó cũng đang chần chừ trong cái vấn đề này, à, đang chần chừ trong vấn đề này đó bạn. Nếu mà có cái này kết hợp với nhau nữa là rất tuyệt vời, phải nói là rất tuyệt vời, giữa 300 và giữa 500 nữa, 500 đó, cái này nó bay tới gần mất cao các bạn, bay tới gần mất cao. Ha, cái loại này, bởi vì Đức đang chần chờ sợ đó, ông Zelensky chơi tới mất cao là hơi mệt, cho nên cũng đang chần chờ. Mà các bạn biết rồi đó, ở đất này người Liên Xô rất nhiều sau chiến tranh thế giới thứ hai đó. Ha, sau chiến tranh thứ hai Đức thua trận, và Đức bắt, à, Liên Xô bắt người của Đức á, về bên Liên Xô rất là đông ha. Giờ những cái người đó đó, người ta lấy vợ lấy chồng của người Liên Xô đó. Rồi sau khi mà năm 90, à, thống nhất rồi đó, thì bắt đầu người Liên Xô mới, Đức này có ra luật pháp là cho những cái người thân nhân này nè về Đức trở lại, con cháu hoặc cái gì đó, miễn là có cha là Đức, là có giấy tờ là Đức, là có giấy tờ là người cha bị bắt hoặc là đi chiến tranh hoặc là ở tù bên Liên Xô, mà có con còn giữ được giấy tờ là được về giữ Đức ưu tiên đấy. Từ cái chỗ ưu tiên này nè, à, cho nên nó mà, ha, nó gài rô tình báo của Đức, à, những cái chút nữa đi mình sẽ nói sau cái vụ này ha, cho nên nó về đây rất là đông ha, cho nên là ổng do dự là cái chỗ đó, ông Đức ổng do dự là cái chỗ, ổng sợ là khi mà giao cái này á thì là còn những cái đặc nhiệm chìm á, nó sẽ phá hoại hạ tầng cơ sở của Đức, cho nên là cũng là đang suy nghĩ rất là nhiều bạn ha. Một cái sự mà phá hoại hạ tầng cơ sở là rất là tốn kém đó bạn ha. Cho nên là mà chúng ta cũng phải cẩn thận vụ này, làm tổng thống không phải ở ở xứ này, không phải ngồi chơi xơi nước mà lo toan đủ kiểu, không phải vậy đâu, lo toan đủ kiểu cả đất nước, cả tình báo rồi các kiểu. Từ từ đi, mình sẽ nói sau về vấn đề tình báo của Liên Xô và tình báo của Đức đang đang bị bắt, bị tóm hay rồi ha, nó nằm ở đâu rồi biết. Rồi, bây giờ chúng ta đi phân tích tí xíu về về Attack MS, hiểu không? Với lại tra rốt của Đức, hai cái loại này là 300 ngoài 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 sức tưởng tượng. Mình cho xem cái hình ảnh này lại lần nữa.
ngoài sức tưởng tượng đó bạn. Ngoài sức tưởng tượng nha. Ở đây không có hình 300. Ở đây không có hình ba của ông Đức. Của ông Đức là nếu mà của ông Đức thì đưa tới Tattooed là sẽ tới mất cao, tới mất cao nha. 500 nó là tới mất cao. Mà cái loại này biết sao, loại này là chuyên môn đánh về bung cờ. Bung cờ là cái hầm, hầm để hầm chỉ huy của các tướng ta đó. Cái này là dùng để đánh, đánh các hầm chỉ huy của tướng ta. À, đang nấp ở dưới hầm mà chỉ huy là đánh những cái loại đó. À, cho nên là đang Đức đang do dự, đang do dự mà. Còn ATACMS là không phải một đạn nổ đâu, mà khi mà nó nổ trên không nó bung ra, nó bung ra ha, bung ra rồi. Những cái viên đạn nhỏ thì nó nổ tiếp, nổ mà đến nó. À, nó nổ không cái hơi không anh hít vô thì chết rồi, ngạt tim anh chết rồi. Nó vậy mà nó khi mà cái trái đó nó bay tới là cả sân banh đều phải chết hết. Nó là vậy. Anh dùng cái biển người anh chơi độc, anh dùng biển người anh bắt cả tù nhân, anh bắt cả tội phạm để anh ra anh thí chốt. Chơi đòn này chơi không được ha. Cho nên chúng ta phải phân tích như vậy vụ này tí xíu thôi. Hả? Tại sao Đức từ chối là cái chỗ đó? Là do khi mà giao rồi, cái tụi mà tình báo đó, nó sẽ làm cho hạ tầng cơ sở của ông Đức mà bị thiệt hại. Cho nên, ổng còn đang lưỡng lự. Phải chờ những cái ngày tới nữa, phải xem sao coi cái bắt được nè. Vừa rồi cũng đã bắt được hai thằng Liên Xô đó bạn, hai thằng Liên Xô mà nằm ở dưới Bayern á, miền Nam nước Đức đó. Hai thằng này đã lên một cái plan để phá hoại cái khu quân sự của Mỹ đó. Khu quân sự đang tập luyện cho lính Ukraine tại Bayern đó. Định phá hoại cái đó và có thể là phá hoại cả súng đạn của Mỹ ngay ở khu vực đó, khi mà trở tới đó là lên bờ lanh đặt mình đặt pháo gì ngay chỗ đó. Vừa rồi đã dốm được hai thằng cho hai thằng này bắt được. Còn đó là mới phần nổi thôi, còn những cái thằng đó đang lặn sâu ở dưới đáy biển đó. Còn nữa, nó còn nữa mà nó đang ở đâu thì chưa biết. Đây là phần nổi thôi. Còn nó, những cái thằng mà nó nằm sâu ở dưới đáy biển nữa, chưa nhôi lên. Phải chờ thôi. Cho nên tại sao mà ổng không có chịu giao cái loại tattoo này. Cho nên là cũng có một cái lý do. Không những vậy mà còn những cái hacker đồ nó xâm nhập hạ tầng cơ thể của đất này rất nhiều. Bà Bộ trưởng Nội vụ đã ra thông báo là với truyền thông là rất là nguy hiểm trong cái vấn đề này. Đó, tại sao Thủ tướng Đức từ chối là cái chỗ đó. Không dễ đâu bạn, làm tổng thống bên đây cũng dễ đâu. Rồi. Phải nghĩ tin động trời nè các bạn. Tin này mới là tin động trời nha. Dán theo dõi hết phần cuối nha các bạn. Đừng bỏ lỡ cái tập này. Đây là động trời. Ha. Ngày hôm qua, ngày hôm kia gì đó. Ha. Tại chỗ này. Ha. Mình chỉ cho các bạn coi. Tại chỗ này đây. Chờ mình vài giây á, tại chỗ này đây, mình đã qua chỗ này rồi,
Cho các bạn xem sơ tí xíu à. Tại chỗ này đây, trời trời này này. Chờ mình dài dài tí xíu đi, xem nó ra sao à. Tại chỗ này đây. Đây. Bạn biết này không? À. Đây đây. Đây là tòa nhà Quốc hội đây. Ha, à, của đất đây. Mình đã tham quan cái chỗ này rồi. Ha. À. Mình đã vào bên trong và đi lên tham quan ở tầng trên này, chụp ảnh đó. Trong cái nhà Quốc hội đất này đó là có một cái đảng. Đảng đó là đảng gì? Đảng AFD. À, cái đảng này là cái đảng vừa rồi nội tra nó bị lộ á, đảng này bị lộ á. À, đảng này sao bị lộ? Vừa rồi á, đảng này á kết hợp với một thằng Nazi. À, thằng này nó nằm tại đâu? Nó nằm tại Österreich. Nó đi về phía nam đi nữa, Schweiz này đó. Schweiz là chỗ nước đó, Schweiz, Österreich, Schweiz. Thằng đó nó qua Đức ha, nó qua Đức mà ngay cái bên Đông Đức, nó hộp riêng với lại đảng này. Bạn nghe vừa rồi đó, y xèo là biết làm sao. Mình nói thêm đi nha, mà nó ác độc như thế này nhé. Những người quốc tịch ha, những người quốc tịch Đức mà lai á, con lai kêu là con lai con lai á nha, bắt đi hết, diệt khẩu hết, không cho sống ở đây. Khi mà tụi này nó lên rồi là nó diệt hết, không có. Còn những cái người như tôi đã là quốc tịch rồi là chơi luôn, chơi thẳng cẳng luôn, giống như Hitler ngày xưa vậy đó. Nó tàn ác kia đó. Ha. Nhưng rốt cuộc không thành. Ha. Cái vấn đề hội họp của nó bị phanh phui ra. Phải nói động trời luôn. À. Và ngày hôm nay, qua kia trong Quốc hội Đức. Ha. Nói đảng này là phản bội người dân Đức. Ha. Đã thông đồng thông tin với Trung Quốc và đó có bằng chứng hẳn hoi đàng hoàng, tin tức nắm bắt được và có bằng chứng hẳn hoi đàng hoàng. À, khủng khiếp chứ các bạn. Cái đảng này tại sao nó thông đồng? Thì anh làm cái gì cũng vậy thôi, anh cũng phải cần có tiền có bạc để anh về bùn quảng cáo rồi anh đút lót. Thì thằng này nó cũng vậy, Trung Quốc tài trợ chứ, mình nghĩ nó tài trợ tiền bạc ha, trong vừa qua hả, giống như cổ phiếu của nó vậy. Trời ơi, nó lên du 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 du, không biết lý do gì mà nó lên khủng khiếp ha. Nó lên đến nỗi mà cái đảng xã hội Đức hiện tại đang nắm quyền này, ông không biết tại sao lý do gì mà nó lên khủng khiếp thế, nó lên 20%, nó ngồi trong Quốc hội 20% mà nó định cấu kết với đảng CDU. Chút nữa đảng CDU đảng Thiên Chúa Giáo là dính chấu cái vụ này. À, khủng khiếp thiệt. Đảng đây có một thằng người Trung Quốc đã bắt tay nhau. À, ác độc cái tin này là tin nóng nha các bạn. Tôi mới vừa coi sáng nay. Nhớ theo dõi tiếp tục. Còn cái gì nữa? Nó có mấy người vừa rồi tạm điệp viên này đó, tạm bắt 4 người, người Trung Quốc. À, ở Westphalen hay gì? Ở Westphalen đó mình. À, ngay cái vùng đó bắt 4 thằng rồi,
bị bắt bốn thằng, trong đó có một thằng đã nằm tại cái đảng, nằm trong cái đảng AFD này. Ý da, kinh thiệt, bốn thằng rồi bị bắt. Berlin, bộ nội vụ Đức đã đưa ra thiền truyền thông là lên báo đài Israel ở trong cái vụ này. Và trong cái nhà mà mình vừa cho đấy, cái nhà quốc hội này đang làm rõ chủ này và nói rằng đang nói rằng có âm mưu có âm mưu gì, âm mưu này á là muốn là nó muốn làm một con đường tơ lụa mới, một cái tơ lụa mới. Mình tơ lụa mới như thế nào thì trong mình cũng chả biết, nó vạch rẽ ra như thế nào, nó bắt tay với cái đảng này là như thế nào thì mình cũng chưa biết được. Nhưng mà bốn thằng đã bị bắt, người Trung Quốc đã bị bắt, và hai thằng Liên Xô cũng đã bị bắt. Không những là Trung Quốc mà Liên Xô cũng đã bị bắt trong cái vụ này. Đó là phần nổi thôi mà, nổi như là nổi bằng cái gì, lá gì, lá khô hoặc là xốp, phần xốp thôi. Còn phần bên trong cái xốp nữa, bạn muốn biết phải chờ vài ngày nữa bắt thằng nào đó. Nghe tin á, nghe tin 8, 9, 10 còn gì nữa ta. Nghe tin đó, có một thằng dính dám đến một thằng. Thằng đó là nó đang ngồi ở Quốc hội châu Âu mà tại Bỉ cũng bị mời về tại Berlin, không còn ngồi ở đó nữa, mời về Berlin thẩm vấn. Thằng này là cái đảng AFD này, nó nằm tại Quốc hội đó để theo dõi, đưa thông tin tin tức cho China. Khủng khiếp chưa các bạn? Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Mà không những ở Mỹ đâu, mà cả châu Âu, cả Đức này nó dám chơi vậy đó. Nó coi luật pháp không ra gì hết. Nó coi luật pháp châu Âu không ra gì hết. Có như bằng không á. Chẳng qua nó lợi dụng quyền dân chủ để mà xâm nhập vào đây để theo dõi và đưa tin. Rồi nó coi được thằng nào mà ngon cơm á, bắt đầu là đưa tiền, đưa bạc. Ngàn không được, 2.000, hàng không được, 3.000, tỷ không được, tỷ này, phần trăm này, phần trăm của công ty nhà máy này, thì mày cũng mềm lòng, mày làm việc cho nó thôi. Đó là mình thấy một cái sự cũng lung lay đó, lung lay. Và bây giờ cái đảng này đang ở 20%, và bây giờ hôm nay còn mình thấy là còn có xuống còn 16%, và trong những cái ngày tuần tới nữa nó còn bao nhiêu phần trăm nữa mình sẽ gửi và chia sẻ đến với các anh, các chị, các cô, chị biết. Những người đã bỏ thời gian theo dõi mình trong suốt cái hành trình clip dài như thế này ra đã trải qua 45 phút rồi bạn. Cho nên thì mình cũng còn nhiều cái chương mục nữa. Rồi, không cần thiết mấy. Chia sẻ. Bây giờ mình chia sẻ nước tí xíu thôi bạn. 5 phút, còn 5 phút. Nhắc lại. Ở đây, nước được thải ra qua sự lọc của nhà máy, một phần làm phân
một phần có thể là xài lại. Nước thải ra ngoài là phải nước sạch, không phải nước mấy chỗ khác, nước hôi, nước bẩn, làm chết cá, chết thui. Rồi chúng ta hửi vô sẽ bệnh hoạn. Đó là môi trường mình đi sơ qua thôi. Chứ mình không còn có đủ thời gian để đi sâu về vấn đề này nữa. Nhưng mà nãy giờ mình nhắc những cái tin nóng kia trước rồi. Rồi bây giờ còn dám theo dõi. Mình nhắc lại cái, tại vì cái luật pháp này, cái luật pháp mình phải để phần chót. Để nhắc các bạn, các anh, các chị, các cô, các bác, bậc làm cha, làm mẹ hay là họ hàng hiện tại đang ở nước ngoài, ha, bất cứ đâu trên thế giới, xin nhớ, phải nhớ là ngoài visa đi Mỹ thì cũng có thể xin visa vào đất này, học nghề, làm việc và quốc tịch tại đây với những cái điều kiện là hai ngoại ngữ, với những điều kiện ba yếu tố sau đây: hai ngoại ngữ và lớp 9 ha, để anh qua đây được học nè, và cũng chuẩn bị cho một cái số ngân phiếu. Ngân phiếu ở đây là tiền bạc nè, vàng, hột sòn, đủ thứ. Nói chung là vấn đề ngân phiếu, mình tính chung là ngân phiếu, tài khoản tài khoản tiền bạc để hành tranh lên được. Cái gì cũng vậy, làm ăn là phải bỏ vốn, hiểu không? Đầu tư. Khi mà anh cảm thấy cái này đầu tư anh có lợi, không những mà cho con của các bạn mà cả gia đình bạn, có thể cả dòng họ bạn, nếu thằng đó mà nó qua đây nó cút ha, thì có thể ôm hết ra đi. Bây giờ phải cả dòng họ, cả họ hàng chú bác phải góp tiền nuôi thằng nào giỏi, à, thằng nào thông minh để lên được. À, nhớ nhắc lại thì đó nha. Mình hôm nay là năm 2024. Nếu ai đó trong chúng ta muốn là muốn qua đây, có thể mình hỗ trợ nè, hỗ trợ về vấn đề học vấn nè, vấn đề việc làm nè, vấn đề nhà cửa nè, à, hỗ trợ bận công lắm là hỗ trợ cả tiền bạc, mà tiền bạc này là đứng ra mượn nhà băng, à, mượn nhà băng. Rồi anh cũng phải trả, anh qua anh học, học xong anh phải ký hợp đồng đàng hoàng, anh phải trả. Nhưng mà phải tìm một người giỏi, chứ một người dốt, người không chịu làm là không được nha. Phải tài, phải giỏi, phải lanh trí. Đầu tư là phải trả vốn lại. Anh hiểu không? Không lời nhưng mà phải trả lời. Phải trả lời. Hay không? Rồi. Rồi cái trải nghiệm thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái trải nghiệm trong những cái tuần, trong những cái clip trước rồi. Hôm nay mình không đủ thời gian, nói chung không đủ thời gian để mà chia sẻ thêm vấn đề này cho, để những cái dịp khác mình sẽ chia sẻ thêm về cái trải nghiệm mình sống ở đây. Nếu trong cái giai đoạn từ 1 phút bắt đầu cho đến giờ phút này đã 50 phút, thời gian cũng kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, qua những cái chia sẻ của mình mà mình biết được trong những ngày hôm nay ha, xin các bạn bình luận ở dưới. À, cho cái mặt xấu hay là cho mặt cười hay là cái bông hoa hay là cái pháo cũng được, để mình biết là
mình tốt hay là mình xấu, hiểu không? Gia online thôi, hoặc là like cũng được, hoặc đăng ký kênh cũng được, để mình biết là cái sức lực mình còn đủ để chia sẻ hoặc là để làm việc này hay không. Tất nhiên là truyền thông xã hội phải có người này, phải có người hay. Chúng ta lên đây là phải chấp nhận điều đó. À, rồi. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là mình xin gửi lời cảm ơn hết tất cả những người không quen biết đã bỏ thời gian dài ngắn, thời gian quý báu của các bạn đã hỗ trợ theo dõi mình trong suốt chặng đường dài trong tuần qua. À, xin chân thành cảm ơn. Nếu thấy cái clip nó bổ ích cho bản thân ở phần nào đó, thì mình cũng thấy lấy đó làm vinh dự. Và cũng là một động lực để cho mình nối tiếp những cái ngày tháng kế tiếp và truyền tải đi những cái thông tin mà mình biết được tại đây. Và còn vài giây nữa thì không có gì hơn, thì chúng ta qua cái sự căng thẳng này chúng ta cũng nghe một tí nhạc đi cho nó vui, giật gân cái hả? Chờ mình 3 giây hả? Nhạc sẽ như thế nào? Xin bạn chờ vài giây đây cho nó sung sướng tí xíu vào buổi sáng hôm nay. Đừng vội nha bạn, đừng vội tắt. Nhạc này, nhạc YouTube nó cho phép. Không biết có hay hay không, nhưng mà thử ơi, nghe thử ơi. Rồi, lời cảm ơn hết tất cả đến với chương trình. Và cũng cảm ơn ai đó đã ủng hộ mình cái này. Và cảm ơn luôn ai đó đã đăng ký kênh. Nếu trong những ngày tới mà mình đã đạt được cái thành quả qua cái sự ủng hộ của các bạn được 3.000 giờ xem, thì mình sẽ like trực tiếp hoặc làm trực tiếp để chúng ta có thể là chắc chiếc hoặc là nhiều hơn để biết thêm chi tiết, hiểu không? Để biết thêm chi tiết về gì? Về luật pháp của đất tại đây, hiểu không? Rõ ràng một tí xíu. Còn qua cái clip này các bạn cố gắng chia sẻ thêm. Mình nghĩ trong vòng thời gian khoảng 1 đến 2, nếu mình cố gắng, mình khỏe, mình cố gắng sẽ làm theo nhiều cái clip lên để đạt được cái mục đích mà YouTube đã quy định. Nhớ truyền cảm hứng đến những người thân và chia sẻ rộng rãi để giúp mình đạt được 3.000 giờ.
để các bạn biết thêm thông tin những cái ngày kế tiếp. Và giờ mình xin gửi lời chào hết. Hẹn lại lít sau. Xin chào.